Hi, chào buổi sáng cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ mát mẻ. Thằng Khương ấy, con bảo là chị vẫn làm em ơi, chị làm nhá. Vì chị kẹt. Kẹt lắm. Để chị làm cho xong cái kênh một phút con đang quay. Dạ, ok, chị làm đi, làm tốt lên giá theo thị trường. Ý là làm lên tốt cho mọi người luôn ấy. Để con nói bỉm sữa đi. Bỉm sữa giá 160. Bây giờ không? Đã sữa nuôi con mình giảm được nhiều. Để con nói xem nào. Bỉm sữa mới kiếm được từ hồi nào giờ được. Được trên này ít ít lắm. Được một chưa? Ô chà, đổ cả nhà mà nấu gì ăn á? Không ít đó con lấy đâu. Con thậm chí con kiếm được bao nhiêu tiền còn không nhớ luôn ấy. Mà bữa giờ con đang nợ đồng hà 1,2 triệu đấy. 1,2 triệu đợt này trả luôn. Mấy chị làm được người được 10 kg. 10 kg thì thế là thôi. Bây giờ con đang nói bỉm sữa đi. 160 gì ạ? 160k. Không, cái làm được hơn phục vụ. Ai làm nào? Có kênh em báo. Tại sao mình đâu có đưa tiền nhỏ chị nữa đâu. Không có đưa tiền đâu. Mà sợ. Cái này là ăn à. Cái này là gọi là gì? Nói chung giá này là quá bèo. Giá này bèo. Bèo. Ai làm nổi, ai rảnh thì làm thôi em thôi. Thôi. Ê, tí rồi ngươi làm được 2 triệu chứ đó. Bèo quá, con vẫn làm đây này. Sau này được thì nó lên thôi. Mà con nó đã một khi đã xuống được ấy. Đã xuống luôn. Chứ nó không phải như giá xăng, lúc lên lúc xuống đâu. Cái này cầm cho ai cầm, giả đâu. Cái này giả đâu. Một khi đã xuống cỡ mức độ này mà làm được là rồi. Bây giờ xuống 150 cũng là ấy là trời. Chắc sẽ có ngày là nó xuống 50.000 không? Ai làm nữa? Ngày xưa á bỏ thuê con 50.000, con đăng con chưa thèm thuê đăng kìa. Bây giờ con phải ráng thôi, thấy không? Bây giờ cũng đang quen rồi, nhà mình có mạng sẵn rồi, sướng lắm. Mà 250. Mà 2,2 triệu mất tiêu rồi. Mà kệ là bé Vi lỡ mua điện thoại rồi vẫn cứ làm đi. Vi 200. Nếu mà không mở nhưng Vi mua một tháng 50 rồi. Con mang 700.000. 15 tháng là 1,5 triệu. Đây 2,5 triệu mất 700. Mà làm được việc cái kệ. Mà nếu không bỏ đây mày cũng làm được phải không? Kênh ba kênh chị. Ê, làm ba kênh chị đăng rồi á, tầm một tuần nữa có tiền nha, tầm một tuần nữa có tiền. Nói hả? Con nói tuần nữa có nói vậy thôi để cho khỏi ngóng á mà. À mấy chị nữa bỉm sữa Khương à. Con Khương Thanh Dung là 2 với Tư với ấy. Là bao nhiêu? Tư là 3, kia 3. Tư 3, kia 3. Với cả Khương Thanh Dung 2 là 8. 84, 320. 40. Tắt máy nha, tắt đi. Tắt đi, nó vẫn giữ nhiệt mà. Tắt rồi, tắt. Không, nhưng mà không được. Họ dặn đừng. Họ dặn đi, có ngồi đã bị lấy ra. Là hả? Không được rút đột ngột. Từ. Con nó mang qua giờ muốn bệnh luôn, con nghe nó nói mà con. Nhưng mà vẫn hơn là mình giải xí. Anh chị cố gắng, anh chị uống sữa đâu. Em xì đều không biết có nên cho bé kia không kìa. Dân đi, dân để cho à, gì nhỉ? Biết mà. Chỉ còn ít phút nữa thôi, Thúy Anh xin mời tất cả quý vị chúng ta. Chỉ còn ít phút nữa thôi.
Thúy An xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng vui lòng tiến bước vào trong rạp cưới và chọn cho mình, không biết là Thúy An hay là An Đen nhỉ Thúy An? Dạ. Vì con đang muốn là xây dựng một cái hình ảnh An Đen ấy mà. An Đen được, mới lấy cái vũ với An Đen thì đón với An Đen. Cũng cứ An Đen chào cả nhà, cũng chào tiến sĩ rồi, không có ai kêu An Đen có con mất lịch sự đâu. Giống như Minh Nhí. Minh Nhí thì hai xưng là Minh Nhí đúng không? Hay Minh Béo cũng xưng là Minh Béo đúng không? Hay là Minh Sù. Cái này An Đen là mấy người coi là à đây con lấy cái vũ. MC gì mà tên An Đen đi. À, con đấy nó làm Facebook nó bạn cô dâu, nó làm giùm cô dâu nhỉ. Đúng không? Giống như là Minh Sù, bảo biết thằng Minh Sù không? Bảo biết thằng Minh Nhí không? Biết thằng Minh Béo không? Biết thằng gì? Ai nữa ta? Minh Sù nó vẫn lên sân khấu đó mà, thằng MC Minh Sù nó vẫn gọi là Minh Sù phải không ta? Tuấn giận luôn rồi, Tuấn chia tay rồi. Chia tay. Cái mặt mày nhỏ thằng dai quá. À, rồi hai anh bảy Tuấn nhậu không? Tao hình như mày à mày. Nó mang nghe này, kênh YouTube giờ càng ngày càng chậm, con đang ráng làm kiếm tiền mua máy mằng luôn. Mà con muốn baby phụ con lắm ơi. Càng ngày càng chậm mà nó sao? YouTube càng ngày càng khó khăn. Mà con để con phải cố gắng học cái chọn góc ấy để con nó baby ấy. Em Vi có rảnh ấy, Vi ngồi Vi xem cái góc sáng góc tối, học từ Tâm An này, Lý Tử Thất này. À, rồi Điền Tây Tiểu Ca này, Duyên Kê Va này. Không, để anh tiện có tiền nè. Mà đừng có học ông thằng Bé Lam. Ông thằng Bé Lam hòa một màu à, xấu quá à. Cho anh tiện về à, là đúng. Cứ chọn cái màu nó khó lắm ơi. Chứ không phải đặt đâu, quay đấy đâu. Như Tâm An, đồng hào, hôm qua Tâm An nói cho đồng hào nghe, em có biết à, để lấy cái góc chặt tre này à, chị phải đi tới đi lui, chị phải tìm được cái góc mà nào mà ngồi đẹp nhất, ánh sáng đẹp nhất, nó đi một vòng tròn luôn, mày hiểu không? Nó tìm cái chỗ ngồi đẹp nhất rồi, sau đó đi một vòng, nó kiếm, nó để máy xem cái nào là đẹp nhất, hiểu không? Cái màu nằm ánh sáng thôi. Nó sao giống cái tim kì luôn, đen ăn đen kia đỏ không đẹp, đi tận kia đẹp lên đỏ nữa, ý vậy chứ có gì đâu mà khó. Dạ. Tao cũng biết. Mà, tao thấy mày đỡ đỡ trời, tao đi đâu kia có cái được liền gì đâu, cục trắng như vậy. Nhưng mà nha, Tâm An là nó dân học thiết kế, ngày xưa nó học thiết kế, học quay phim rồi đấy. Giống như được cò học MC rồi hay chưa, MC nó khác nhau chỗ đó đấy mà. Thôi đưa con cái nồi, bỏ vô cái nồi, ăn luôn cái nồi đi. Con thích ăn trong cái nồi hơn. Ăn miếng các bạn ơi. Miếng gà. Nó phải dễ đâu. Nhưng mà đó, ăn miếng gà thôi. Không chỉ vậy, bình thường vậy. Hôm lãng xỉn chị đi đêm đi hôm nguy hiểm. Đi không? Cô làm này vẫn hơn MC chứ? Hơn là một. Hơn đi phục vụ hệ yến nghe. Ôi em phục vụ hệ cả ngay mới được 150 cho mày. Mất cả. Được 200 mấy 300 á. Ai nói vậy? Từ 4 giờ sáng đến ờ. Nó mà chiều. Mới tưởng 35. Cứ như con trùng điên. Đi không? Rửa chén rửa bạc rồi. Ui mưa gió cực khổ. Cái bữa bệnh sữa con cho giá là 350, bây giờ còn có 160 á. Chưa được nửa giá. Nóng các bạn. Đó phải chó mày bảo hết chứ chó gì. Mình đâu ăn. Không có bây giờ ai làm thì làm à. Ừ. Ham làm thôi chứ. Từ giá này giá bèo. Giá như công nhân. Ai thôi. Làm được thì làm. Ừ. Chị nào làm. Thế em thì em vẫn là. Em kiếm thịt em gì đâu có việc đâu. Em làm cho máy quay phim. Tích tiểu thành đại. Ngon. Ngon không có chị không? Được rồi. Ê, ông ơi, ông cười. Sao ăn ra hoa tao hỏi, sao ăn hồi nào? Bữa hôm mà ăn một đuôi, ăn để ăn tiếng đuôi, giờ ăn được tao này. Nhưng mà giờ tôi hỏi ông sao? Giờ làm bây giờ còn cái gì trong bếp ăn trong mà. Không. Giờ tôi hỏi ông sao? Làm nuôi gà để ăn hay nuôi gà để làm gì mà ông bảo mày. Đây. Không có đâu. Không có đâu. Không có đâu. Không có. Ừ, nóng quá các bạn ơi. Tao bây giờ mà nửa cho mà này. Ờ để mà cho không có đâu. Còn lâu con khứa. Được rồi. Cháu. Bé hả? Không có đâu. Ai hết á, ai tao hết. Ai được. Người tao hết á. Giờ ba có nhau mọi người cũng lên kìa mày. Đưa con cái muỗng đi, để con dễ ăn á. Cái cẩm này nó rớt rớt này, cho con muỗng. Rồi rồi rồi. Có ăn, con đỡ ra. Cho tụi kia nó, tụi kia hồi tối. À, tụi kia tôi ăn, à con ăn cơm. Thúi. Rồi ra. Con lục để ý mà nó không có cơm nó hay vô sinh con lắm. Giờ ta nấu cơm này. Miếng cả nhà miếng với nước gà hôm qua lục gà ăn á. Tao con làm, ba cho con làm gà. Tao ăn hoài vậy.
lúc kia mà ăn ấy, chờ đi hồi hồi trước ông hay nói là nghe đêm có khách ở cửa là hay vậy à. Bây giờ bây giờ bây giờ nó đâu nói được câu đấy đâu, ngày xưa là nói câu đấy nha, nó nhỏ mà nó nhỏ ơi để khách cửa bây giờ đâu nói được câu đó đâu, ngày xưa là nói câu đó, hồi xưa thì nói câu đó không à. Con nói này giờ để giá này con ráng ngày làm hai kênh là tức là công suất con làm gấp đôi lần là... à, con làm gấp đôi tiền không bằng vậy luôn, con làm gấp đôi mà tiền không bằng, nhưng mà giờ giờ nghĩ lại là vẫn hơn đi chặt mía, mày đi chặt mía không nổi biết không, phải nghĩ vậy, hơn đi chặt mía, hơn chặt mía hơn đổ mì hơn tăng bò hơn cái gì. Cho luôn cái quả 2 triệu nhưng mà biết tao nói họ bao nhiêu. Thì 2 triệu. Sư riêng bạn một năm 2 triệu nhưng mà mình ăn một cho thì cho mình ăn một cho 2 triệu này mà nó họ 4 triệu. 10 nhá, lại ăn uống đã rồi cho bà. Họ tin liền. Tại phải nghe là tao đi bạn như tao nói. Nghe không? À thì nói đấy chứ giá gì nổi ít. À người ta ai cũng nổ vậy đó hả? Không nổ vậy đấy. Sống cứ nổ nhau buồn cười thế. 10 triệu mà nói 50 triệu hả? Họ bảo 10 triệu nói 3 triệu à. Nghe tao lên còn chục triệu à. Không phải nói vậy. Mình phải thiệt ra trên đó mình quả dở quả béo à. Mà họ tin liền. Tại tao nói cái lâu lâu một chút đấy nhìn thêm đi bả cái kia không tao nói vậy. Không có nói một cái mà mang kiểu một 20 triệu kìa. Một sao dốc vậy. Ba không biết họ còn nói không mà ba lâu nghe. Úi ba thầy còn cái bả 20 triệu cái một cưa thế này. Bây giờ một cái 20 triệu đúng không? Cái này bạn sao vậy? Cái kia cái nội. Một trái là bao nhiêu trái? Quan trọng là bao nhiêu trái à? Một tấn đây. Một tấn không nổi mà. Mình nắm tà đây, một cái nắm tà đây. Bạn sao vậy? Cái tuần đi nắm tà. Cuộc đời thích nổ mà. Ba nói đấy, ba nói ba Hải không lấy nổi nổ đúng không? Ba Hải ngồi là Mỹ ba kia đừng dây thì chúng ta là hai triệu mà thân hai chục rồi. Bằng cái năng chỉ có. Cuộc đời nó sung si. Núi nó đánh bóc dữ nè. Sung si á, thấy người ta có ngon. Gấu ơi! Ta mình nghe là ô vậy chứ bên trong cái nào mình đã được rồi. Ủa? Người tao kêu gấu, người tao kêu gấu, người tao không kêu gấu. Mà tao kêu gấu mày à, mà tao vượt nhà thôi mà ba thằng bố mày đánh thẳng lên ra đây. Tao về là tao phải mẹ mẹ tao... kêu gấu mẹ không kêu lùng mẹ này. Kêu gấu nếu mày đánh nổi là mày hài nổi rồi nghe yeah. Mày đánh là mày hài tao không đi về với thầy. Bây giờ cha này với cha mày đủ dấu chứng thì cứ ra rồi mà giờ rồi con gấu con gấu nó hay sủa xa lắm nha, con lùng nó sủa ở nhà khôn mấy lộn cửa lên kể cho hắn là kể cho hắn kể con ngay đó. Gấu ơi con sao tôi ra tôi bạn bạn ngon lo rồi lo rồi nó tôi mua tôi sẵn sàng thịt kha nó đi lo gì nó bia đây ngoài á à ngoài giờ, tiếng hả giờ anh tiện lấy thưa bạn đi ta anh để đổ nấu nấu dí rảnh đồ nấu bạn để tiền nghèo quá để đổ ngoài á mới tiền không có để chi không phải người muốn giống gì vậy ta không có lát đi nó cũng có được dẹp mà giờ không có tiền tiền sao gấm đầu tiên tí lần ra thằng Thảo cái lon xuống nè gấm đầu tiên lại bây giờ cái gì tình biệt rồi ông yên tâm đi ông làm ông cứ thì gây áp lực trong nhà ông trong nhà thì hỗ trợ nha cái áp lực đằng này cứ gây áp lực dễ sợ lắm mà tao mới đi đợi tiền đi nghe qua bạn rồi đưa cho anh tắm rồi mà ông làm gì ông không ăn gì ăn gì đâu rồi tao không đưa bạn tắm nào đưa cho anh tắm rửa mà cứ khúc mưa mà cái mặt rồi nặng có nhau ngon được đừng có cái mặt mày này rồi mình nhắn tay sao mà ông cứ nhắn vậy nhắn như khi vậy gấu ơi ta nói cái mũi gấu ơi mũi nhăn người mặt thì nhăn lên nè con gấu đâu rồi thế là sao mặt con người nhăn vậy gấu đâu em cho tao một cái sợ luôn nghe
Ông đi ra ngoài đường ông cũng chết mày, ông đi ra ở ngoài ông chết mày ông luôn. Mày nha, mày cứ đi số xa đi. Đi khi nào cũng con cơn nguội mà bảy. Không. Vậy ngang hả, khi nào thấy à? Một tay xách nước, một tay áo cũng đi đi dọn 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 xuống. Rồi một cái khăn con cái cổ. Ngày xưa hả? Thì hồi ở ngang có cả này một cái khăn. Nhưng mà thích ở vậy, ở vậy là bắt đầu chửi. Đi về chửi, dạ bực bội quá, mệt quá, cực quá. Nhưng mà chửi bới là không có tao cái nhà này, không ra cái gì. Vậy là đi về là cực quá, cực chửi cái chuyện à. Bây giờ giờ mình đi. Giờ tôi đã làm chân chôn. Sâm vẫn làm nè. Có chị nói sao không? Chị nói sao? Không sao hả? Hay sao? Chị vẫn làm. Vì sao họ làm quen là thấy không mệt nhá, không ngồi được chuyện nữa. Thì vẫn bà nói giờ xem phim không mệt. À nói vậy hả? Rảnh quá phải không? Ngồi xem phim không mệt. À, tha ngồi ở này có việc phải không? Còn Nhân Dung ấy, ngồi làm với... À, Dung cũng làm phải không? Dung có chứ. Thế bên này Dung ngồi làm sao? Ngồi làm bánh, chẳng tiện quay luôn. À. Ráng nói thì mình phải đợi. À. Giá này là bằng giá kép mi á. Mà nó khổ cái là nó không có ai để phụ nói chuyện. Bà ngoại thì... Kẹt mi là phải chăm chủ vô, thì kẹt mi con bên em không nên chăm chủ gì vậy thôi. Thấy không? Kẹt mi là chăm chủ được mấy bạn. Mà cũng không cần nói thường xuyên nữa. Ừ. Bèo nha. Ngày kiếm được 160. Bèo là mẹ bèo hay so vậy thôi. Chứ được hơn là đi phục vụ dịch vụ vô mấy ngày. Đây mình ngồi ở nhà, mình giữ nhà mình phải gọi được. Mình nghe được chưa? Con biết. Bảo đảm mày làm như mình vẫn thấy khỏe hơn là mày đi phục vụ. Không biết ngày ráng nổi 2 cân không biết. 2 cân là được mấy? 2 cân 400. Con phải ráng làm sao không vậy? Không cần 400, 300 được. 300 mình vẫn hơn là đi... Ít ngày mà con làm 2 cân phải má sáng dậy mở mắt ra đây. Là con làm giá là giá công nhân đấy chứ không phải là giá ở đâu. 300 cũng được. Cái miếng nào? Thêm miếng nào? Sao mà nấu ít thế? Thôi, ăn nhiều. 300 được mà. Ý là bèo so với hồi xưa. Chứ mà so với công nhân là bằng bằng giá công nhân. Nhưng mà công nhân mới phải đi làm đi. Còn phải ra đường à? Hả? Ra phải ra đường. Nhưng mà con bữa nay khỏe rồi các này nè. Nếu mà bữa mà giá 150 mà con chạy ra tiệm bên tiếng vất vả đấy. Bữa nay con chạy nữa còn nhà. À nó không nhận tiếng nữa hả? Ai không nhận? Thăng nữa. Khương á? Không. Tuấn hả? Ừ. Thì giận phải giận chứ. Mày để cho giận đến ngày mày đừng có mòi mậy đâu. Ừ. Hỏi thuốc không? Mày đừng có cho lan mày đưa ai nữa. Hẳn này muốn con này khổ bông nữa không? Để hàng này mới về. Cái thằng này, cái thằng mà hai hòn giái to ấy, thằng mèo á, nghịch lắm, tối ngủ đuổi ra khỏi nhà phòng con ấy, mà nhõng nhẽo ơi cha, không biết những cái con mèo khác có nhõng nhẽo như bả không. Mà ngày xưa nhà mình có mấy con mèo đâu đụng được đâu má, nhưng mèo trắng đen đó đâu đụng được đâu. À này vi mày nhõng nhẽo vi mày đừng để làm gì bắt chuột khi mà người bị đánh điếu rồi à. Trời ơi thì ghét bà nhỏng nhẹo sáng mà thấy mình bị ẩm mà cái người bà ngã ra không có miếng xương nào luôn. Xong rồi nhõng nhẽo. Trời chắc chứ con mèo nào mà nhõng nhẽo như bả đâu. Kệ ráng làm mà sao cố gắng cày. Ngày 400 của ngày xưa ngày. Lâu lâu dần chín bằng nè. Không bữa hơn. Đã lại cày như vậy được 900 giờ còn có 400. Nếu cày như vậy ngày được 900 mà giờ cày đó cái chuyện vậy hồi xưa hả tôi ăn nó gì đâu mới lên muốn buộc mình giàu lắm cái gì từ ăn ấy. Ừ có sao mà nhiều người mua hàng hẹp lên đó kiểu vậy nó hôm có bốn bị trang ngon nên mà thằng kia kìa xong rồi nhiều người ra mua cái hẹp đây cái thằng mà chụp quá ngon á biết không thằng chủ thằng vừa mua từ Phương Anh đó không? Mua từ Minh á, chung á. Xong mày cắn qua đây đi chứ.
đừng đánh tao. Đi rồi mà chứ, biết mấy mẹ. Nó mà gọi mình nè. Một người mỗi hạt đang hết bữa, nếu mà làm một ngày cực lực là được 900. Giờ ngày làm cực lực còn có 400. Cực lực bằng đi, em chia ra mày ơi. Nhưng con phải dậy sớm đó. Mấy sự có mang mình dậy đi bo nghệ thôi lo hết rồi. Đó là bạn nhắc trái kiếm tiền. Ngày 400 thà tuần nhiêu ta? Làm nổi không ta? Tuần cho 2 triệu thôi. Dạ nha. Mày biết sao? Con phải ráng làm. Mình phải nhận canh nhiều chứ mình đừng nhận ít, mày hiểu không? Mình đạt bao nhiêu mình làm được bấy nhiêu thì mình nhân đi. Làm mà 2 canh như vậy ấy, một ngày là ông làm 7 tiếng chứ mày. Nếu có chắc mày chia với chị em thêm được. Hả? Không? Có thì ngày con cũng làm 2 canh. Nếu có ngày con làm 2 canh. Mày chỉ được 1 canh mới được 20. Dạ đấy. Thì mấy chị bây giờ mấy chị làm 10 canh lận được 200. Vậy thôi, được. Mày hiểu không? Cái này chị làm, chị tự làm, chị không làm hả? Tự làm không? Tự làm không? Sao hỏi mày cầm mồm mà tao hỏi tự làm không? Không biết được. Này nó bảo tốt nhất là không làm, nếu làm thì sau này nó hạ giá nữa. Cái thằng nào cũng đấy, con nói bây giờ nếu không làm thì nó cũng không cần mình. Bây giờ mà mình không làm thì nó cũng không cần mình. Còn không làm thì nó cũng không cần mình. Thằng đi làm thằng Lan phải không? Chắc đây cũng ngoài đây chứ. Sao mà? Thằng này thằng Lan phải không? Nó không có làm, nó bảo không có làm đâu, làm mà hờ. Không, mấy thằng không phải thằng làm được không? Thì bữa đó giờ làm với con mà, đang trong nhóm mà. À. Thế có kệ, bỏ ra hẳn có con gì không? Mấy con chị đổi ăn à. Giờ mình đi mua ra chai, mình mua ngay, cắm cho ăn, khó hơi khó rồi. Tôi quá, rất là vậy đó. Mua ra chai, mấy con chị thú rồi chứ không? Không có ngày cắm ăn đâu. Một ăn cả ngã về không, phải không? Một ăn cả ngã về không là sao? Một ăn cả. Một cái ăn cả là một cái ăn định nhau hai không có gì nào. Ngã là về không là sao? Thua. Ngã. Đồng một ăn cả ba cái một cái ăn cả là một cái ăn định nhau hai gì? Thua. Ngã về không á. Ngã là trẻ là đau là thua. Ngã là trẻ là đau là thua. Đổi, con nói giờ một ăn cả ngã về không, nếu nó không làm không phải là một ăn cả ngã về không là cả cái là bạc rồi không, nếu nó không làm đây thì nó nói bây giờ nếu nó không làm ấy có khả năng là cho nó có khả năng này nó lên hoặc nó cho ao cả nhóm luôn. Cả hẳn đưa ra, đưa đổi khổ á. Thấy được không? Hoặc nó cho cao nhóm luôn. Mà bây giờ nó nói là nó có nhiều rồi con, cho mình nó sẽ biết lòng người ta, mới hiểu không? Mình không dám nói thì bây giờ nó mình bảo trước kia mình không bỏ công việc làm là vậy chứ mà vậy bây giờ tụi này nó cương quyết nó đòi làm căng giống như là biểu tình ấy, mấy hiểu không? Biểu tình ngày xưa biểu tình đó, biểu tình ngưng làm luôn đấy. Có hả? Có mà biết nhờ những vụ công nhân nhân viên đó kia nữa khác. Còn đây ấy, nó bảo là không làm một ấy là nó cho làm tiếp. Ông ơi, một ăn cả ngã về không, cái này là nếu không làm thì một ăn cả ngã về không.
một là có nhiều có khi bên một... luôn tên là được tên là ngưng hẹt ngưng hẹt có đây bên đâu phải ngưng ngỡ đâu không chứ thà không làm, nếu làm thì lương phải hợp lý mới được. Giá lấy đó rồi gì? Thì nằm mơ đi, có gì khác nữa. Lấy kia là được tin tất cả, dân đến công nghệ tất cả. Nhưng mà nghỉ, có nhảy là nghỉ, em có mấy đứa không chịu làm này. Thà không làm, nếu làm thì lương phải hợp lý mới được. Giờ nhận giá đó rồi thì nằm mơ đi, có gì khác nữa. Về ăn rồi, bây giờ tôi có miệng rồi. Được. Mấy thằng này bảo coi thì có ngày nó tuột xuống còn có tâm. Thì thôi thì nó làm nữa. À. 100 thì nó làm được không? Ôi ơi, cả ngày nó được 100 nè. Ê, 100 là khi làm gì là còn mấy rồi. Như cái tiện còn có măng việc làm rồi. Thôi kệ, con cứ làm, mình tội nghiệp thì ta vẫn đôi nó thương như biển sữa, ai làm con vẫn để cái giá đấy không đến nổi, hiểu không? Thì mang ít lái nhá, 20 rồi, từ 50 40 giá chứ vẫn hơn cái giá nó bỏ xuống, thấy không? Ban đầu nó 150 mà. Sợ nó ghét thôi. Mấy thằng này bảo thôi, nó không kêu nữa. Con nó sợ nó ghét không kêu nữa này. Ý là bảo mấy đứa bảo là không có làm đó. Con thì vẫn nói với Khương là chị vẫn làm. Không phải mấy đứa kia nó không thèm làm. Ý là mấy đứa này nó bảo là không làm á. Để đợt sau làm ấy. Mấy đứa này bảo là bỏ đợt này đi ấy. Ê. Đứa này nó có công việc rồi, mấy thằng này nó có công việc, có thằng kia YouTube tháng thu nhập được ít nhất là 30 triệu. Mấy kiểu ngay, mấy này ngay mấy kiểu 100 hả? Con ngay mấy kiểu 300 thôi. Là bao mừng chứ con cà phê làm gì có. Cà phê nào? Bò nào? Mấy nhỏ thôi rồi cũng có đông nào không? Thì đấy, con đâu có đồng nào đâu. Thì con cũng nói với Khương là trong nhóm á, con cũng nói với Khương là trong nhóm là có nhiều người họ có công việc rồi đấy, cho nên họ cũng không họ thấy giá rẻ họ cũng không làm, họ cũng nghỉ hết rồi, còn lại một hai người đó như chị làm thôi. Thì còn có con với thằng trai. Bây giờ thế này này, giờ á là con vẫn cứ làm, rồi ví dụ con với thằng trai với đồng ha với sâm bỉm sữa tại vì khi mà người nghỉ nhiều thì quan trọng là con phải vẫn làm, còn mấy người kia muốn nghỉ nghỉ thôi. Em nghe anh ơi. Ơi. Em nghe nè. Tại vì biết sao Lộc đâu, tại vì cái này thì Khương nó cũng đâu ép đâu, ai làm thôi chứ đâu phải chị có nói Khương rồi, chị làm. Còn nếu mà team không làm thì nó vẫn cho chị làm thôi. Hiểu không? Ví dụ nhóm không làm thì chị làm thì nó vẫn cho chị làm đúng không? Chị làm này, chị Sâm làm này.
Rồi thằng trai chắc hả? Thằng trai chắc có làm đó. Anh Hùng thạc sĩ ấy, anh có lương không? Anh lương cao không? Ừ, thế được đấy, nhưng mà anh vẫn làm nhỉ, anh vẫn làm. Chị thì chị đói, chị nói bây giờ mà anh nói duy trì để kiếm sống thôi. Anh nói em nhắn tin của nhóm đó, quan trọng là cái mấu chốt quan trọng của nhóm đó là người rất là khổ, ăn đêm không làm là chết đói. Mà em biết sao, em biết sao không, chị nói cho em nghe nè. Bây giờ mà thử ý là thằng Lộc ấy, Lộc gia đồng nó muốn là không làm hết, tất cả đều không làm để mà người ta suy nghĩ lại, hiểu không? Nhưng mà không, mình thì nghèo mà mình đói mà, nó ghét một cái nó cho ao luôn. Nói nghe này, thằng gió đồng nó quên rằng là thằng Khương này nó không thiếu người để làm đâu hả? Thằng Khương nó không thiếu người để kêu người đâu, nó đầy người em mà. Bên team Thảo, bên team Quang Bình nó không thiếu người để kêu làm đâu, nó không có mình, nó không có chết đâu. Tại nó không có mình, nó không có chết đâu mà lo. Nó chị không biết, nhưng mà nó không có mình, nó không có chết đâu. Mình là người chết nè, còn như thằng nó động nó không có, không có làm, nó cũng đâu có hết tiền, mình có kênh bán, nó có tiền, nó có lương sống rồi mà. Còn với mụ rẻ thì chị ăn, nhưng mà em cào đầy đủ, chia nhau người có 3 triệu. Mà sao vậy em, nhận đi chứ, nhận chứ. Em làm không? Anh Hùng đang tạo năng lượng cho em á, anh Hùng ấy. Lúc họ thịnh vượng mình đã ăn rồi, giờ họ khó khăn mình chia sẻ một chút đi em. Mà chị cũng chưa ăn được nhiều. Cái gì nhờ, kệ đi. Má chị bảo à, cái này không sướng hơn mày đi phục vụ đám cưới à? Chị Bảy có một lon sữa Milo thì còn gì tuyệt vời bằng chị Bảy nha. Chị Bảy lấy đá làm cái gì ấy? Bởi đi nhìn ra. Tại cái sau mà thôi. Có cái ông Hùng này là hiện tại là ông ngày xưa ông học thạc sĩ giống con Hương ấy, mày hiểu không? Rồi. Cái giờ ông về quê, ông chăn bò, ông ăn lột, ông trồng cam. 5 mẫu cam. 5 mẫu cam mà ông vẫn làm, bây giờ ông vẫn làm. Đang thu hoạch rồi, ai đang làm, cái chưa ra gửi không? Giờ đang làm 5 mẫu cam mà ông vẫn làm cái này ông mà, vẫn làm, ok. Ơi. Chị, cái quan điểm của anh Hùng vẫn khác anh Lộc đó. Anh Hùng không có gì mà Hùng nhận ở ngoài. Ê, ông lị kìa nè, để nuôi cái gai của ông vậy không? Không, thế hả? Chị thì chị vẫn cứ làm đấy, nói chung là cái đấy là thì bên em của chị thì chị vẫn làm, hiểu không? Chị đói, hiểu không? Con đông háo giờ sợ nhiều khi làm không nổi không? Đông háo còn làm không? Đông háo sợ làm không nổi nên tại đi cạo mụ này, đi làm tính kia này, không? Con thì vẫn cứ làm chứ, cũng đói mà. Đồng nói chung đồng hao là đang thương lượng cho nhóm của đồng hao. Đồng hao cứ thoải mái, đồng hao muốn nói gì đời đồng hao nói. Đồng hao cứ theo ý của anh Hùng, đồng hao nói. Còn con đây là con cá nhân, con đói khổ, con nói với thằng Khương là chị đói lắm. Chị không làm thì chị đói. Chị phải làm thôi. Thế thôi. Chị nó vẫn cho con làm mà. Dạ, chị cứ làm đi. Ráng làm đi rồi em lên giá theo thị trường nếu mà sau này có điều kiện. Kệ, đấy là câu nói một tương lai thôi, kệ cứ làm bây giờ, chấp nhận là đấy, 200 rồi đấy, xuống nữa chắc không còn đâu, hết xuống nổi rồi đấy. Để xuống đấy, anh hiện còn có việc làm cho nó khỏe, hiểu không? Thôi giờ anh ráng làm. Làm bên đây đó làm để nghe. Thì bây giờ con lắp wifi rồi con làm. Bây giờ một con lon sữa Milo mà ngồi đây mà nhâm nhi cuộc đời. Con mày có cái đi làm này. Cô ló cho mờ được đâu. À, cô biết làm thế nào rồi. Mà cho cô sữa Milo cho miếng nước, bỏ vào đây con hấp nóng rồi nó tự nó tan ra. Đi đây. Thông minh lắm, đi đây. Mày làm cái gì? Con sữa Milo con đói.
mới ăn có miếng à. Mới lấy lon sữa đâu kia mới hút đây. Con hút gì tự nhiên kêu con hút sữa đó. Ác độc. Có sữa ấy mà, sữa cô ly á. Sữa cô ly hả? Anh Hùng nói sao rồi? À. Con không? Ý là mình cố gắng. Thằng Khương có nói chị thế này này, ráng làm cho tốt đi. Thằng Khương có nói chị là chị cũng đang quay video này. Chị nói chị nói bằng Khương ấy. Thì Khương chị bảo là chị cũng cố gắng nhờ chị đói. Thế là Khương bảo thì chị ráng làm đi, rồi sau này được thì sau này em sẽ lên theo thị trường này cái các kiểu đồ. Thì thị trường giá chắc chị nghĩ nó bán hàng cũng khó khăn đấy. Thì dĩ nhiên đây là cái đây là câu nói của ông Hùng hay của em vậy? Câu nói của em mà Giang nói sao vậy? Ừ. Thì em không ngu à? Em không ngu, ai ngu? Trai là để chị hỏi anh trai xem nào nó đi học mẹ rồi. Đang online đi học gì? Trai trai làm không? 150k. Làm đi. Đủ ăn một ngày. Đủ ăn hai ngày. Làm để ăn. Tội thằng trai chỗ là nó không có wifi, tội lắm. Nó phải chạy đi ra ngoài kia nó tăng. Sao thằng trai này nó online ta? Em ơi, họ không có ép nữa đâu. Lộc bảo ép, nó không ép nữa đâu. Hả? Bỉm sữa là có chị Sâm làm nha, Sâm với Dung làm á. Bỉm sữa là có Sâm với Dung sẽ làm đấy nha. Tư chắc cũng làm ấy. Chắc chị Hân không làm đâu, vì chị Hân có cái nghề áo cưới của chị trang điểm áo cưới ấy. Có Sâm với Dung thế nào cũng làm ấy. Hả? Chị nói đúng. Em like đi một cái. Ai chả muốn có lợi cho mình, họ kinh doanh mà, cứ lợi cho họ là mình làm. Cái công việc này ai làm cũng được nên họ không thiếu. Chỗ nào làm được thì họ cho, không làm được thì họ cho nghỉ. Mọi người đừng nghĩ là sẽ hơn thua được với họ. Nên nếu ai có việc làm thì cứ làm. Kiếm tiền chính, quay video này kiếm thêm. Lúc rảnh rỗi đỡ hơn cho người ngồi không mà không có gì làm ra tiền. Thì nó giống hợp với chị đây. Cái vấn đề là em biết cũng giống như anh Hùng luôn. Vậy những người này suy nghĩ rất là hay. Anh Hùng cũng suy nghĩ như vậy. Chị like cho bà thấy có gì. Nhưng mà cái vấn đề là chị nói em nghe này. Cái vấn đề là chị nói là chị chết đói. Chị có nói trong nhóm là chị không nói những người kia. Chị nói là một là ăn cả ngã về không. Một là người ta sẽ suy nghĩ lại. Hai là người ta cho ao. Vì người ta không thiếu. Công việc là người ta đâu thiếu đâu. Còn không làm nó cũng không cần mình. Chị có nói trên này chị nói là nếu còn không làm nó cũng đâu cần mình đâu. Nói chung là thằng Lộc thì nó cũng có ý của nó, không ai sai hết.
trong nhóm này thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, cho nên là ai cũng là đúng hết, có ai sai đâu, em hiểu không? Thằng Lộc nó có thu nhập chính của nó rồi, còn mình không làm là mình chết đói, đói thối mồm ra, không có sữa mà uống luôn các bạn ạ. An mà không làm việc là An sẽ không có sữa này để uống đâu. Lúc đấy nhìn như con cò ma luôn. Ôi trời ơi. Thật ra nếu mà Khương nó ghét thì nó không kêu nữa là cái chuyện thường đấy em ạ. À. Em ạ, à, đồng hao ạ. À. Đồng hao. Dạ. Chỉnh chảnh nó ghét nó không cần nữa đâu. Dạ. Không có mình nó không chết đâu mà lo. Bữa nó đã một bữa, hôm bữa em làm sai một trận nó đã muốn bỏ nhóm luôn rồi, thấy à? Cái đâu cần. Không có mày tao kiếm người khác. Dạ. Tới cả giờ ngày con ráng con làm hai kênh cũng được 400. Hai kênh nổi không? Được ấy mà. Ôi em ơi. Làm đuổi xong được. Nếu mà cách đây khoảng 2 tháng trước là chị ăn không bao giờ làm bao nhiêu. Nếu cách đây hồi có mới làm á má mà đưa con cái giá này chắc con không làm đâu. Quen giờ quen rồi chứ hồi đó mới làm. Nhưng mà với điều kiện là má ở nhà rồi nó có nói chuyện nữa chứ một mình mà con ngồi con rụt rưỡi hai kênh mà con được 400. Rụt rưỡi cứ sáng nó ngồi nói từ sáng đến tối. Ngày nói 7 tiếng đồng hồ. Ui dồi ôi chắc cũng vất vả lắm thôi kệ ráng đi. Nói cho rụng tóc lên luôn. Nói mà rụng tóc luôn á, cả nhà biết rồi đấy cả nhà ơi. Nói mà cũng rụng tóc, ghê thật. Trên đời này người ta bảo là cái gì rụng tóc chứ chưa thấy ai nói rụng tóc nha. An nói rụng tóc luôn. Nói mệt ấy, nói mệt mà rụng cả tóc ra luôn. Mà bữa nay đang quen rồi. Bữa nay đang quen rồi. Em ạ, à, bữa bữa nay quen rồi, làm không có tốn gì đồ ăn. Em biết hồi đấy chị làm hả, má chị cứ phải mua bọc đồ ăn cho chị. Sầu riêng một ngày chị quất hai trái làm được có hai cân. Xong rồi hả, ăn sầu riêng, ăn thanh long, ăn bim bim, ăn bún, ăn đủ thứ để mà làm. Còn bây giờ không, ngồi nói chuyện. Làm quen tự biết tự hiểu à. Bà Sâm ấy bèo bèo bà ngày bà vẫn làm được 160 nha. Bà ngồi không á bà ngồi 160 bà vẫn làm. Máy tính thì hai nơi, wifi hai nơi, đi đâu đang được đấy. Bà kể mất sầu con hướng trong đi buôn à tè. Con hướng trong đi bạn đô rồi. Bà làm tính thôi ba, không làm 160 nữa đâu. Tình trời ta sẽ không bao giờ. Một tính là 3 tỷ người hả? Một kính là bao nhiêu mấy tiền? Tao hỏi kính này bao nhiêu mấy tiền? An ơi, anh chỉ em yêu bằng đôi bàn tay trắng. Hải Yến thì nó có làm không em? Hải Yến làm không cái thằng xấu xí? Hải Yến em là làm á. Chị nghĩ là chỉ có Lộc.
Hả? Sao má lại đi vật vũ? Tại sao má lại đi vật vũ ở trong điện thoại của con? Em ơi, má chỉ dám vật vũ trong điện thoại của chị à? Trời ơi. Ôi giời, vũ của má chị không hồi, hồi này má chị vật mà qua cái gương ấy, em vô tình nó chiếu qua cái gương ấy, gương sau lưng chị ấy. Hiểu chưa? Má chị đang đứng đằng trước cái gương điện thoại, đứng sau lưng cái điện thoại chị mà vô tình trước cái gương. Trước cái gương. Thấy, à, thấy vũ bà già. Vũ bà già mà 18 cộng cái gì? Thấy chưa? Có thấy không? Thấy sơ sơ được 2 giây. Vũ má chị, má chị sợ ai? Ôi giời ơi. 6 đứa con rồi sợ ai? Phải không Lùng? Lùng bây giờ Lùng sợ ai đâu? Lùng nằm bánh tháng, Lùng phơi nắng, Lùng không có sợ ai đâu. Lùng không sợ, không sợ. Lùng ơi, Lùng có sợ không? Lùng có bầu không? Mẹ ở đây không có tiền cho đem con đi triệt sản đâu. Mẹ nghèo lắm rồi đấy. Các bạn ơi, đây là sữa khác biệt của sữa trung thanh trùng Đà Lạt nguyên liệu. Đà Lạt hả? Sữa thanh trùng Đà Lạt được chế biến từ 100% sữa tươi, sữa bò tươi từ cao nguyên Lâm Đồng, nơi nổi tiếng có nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao, được vác từ những giống bò sữa. Làm sao để quay được ánh sáng như cửa của cô Tâm An nhỉ? Cô Tâm An nó quay hay lắm nha. Cái màu của nó y chang Lý Tử Thất luôn. Mà Lý Tử Thất là nguồn ekip chuyên nghiệp mà nó làm y chang như Lý Tử Thất. Quá tài không? Mà thấy nó một mình nó mà nó làm tài không? Tại vì ngày xưa nó có học bên các kiểu đồ, nó làm đủ thứ, nói chung nó học bên đấy, nghe người ta bảo thế. Nó có học bên thiết kế đấy rồi, đấy là một cái tiền đề của nó làm cái gì cũng dễ. Gọi là lấy góc lấy này kia là nó rành về cái vấn đề đó rồi. Con sẽ học cái cách lấy góc đấy. Con giờ con chỉ cần học cách lấy góc. Con đang khổ tâm cái vụ đấy, chưa biết cách lấy góc. Cái gì mà cái ăn người chỉ có chút xíu mà cái... Ơi. Ơi. Em nó làm được tính nổi nha. Ừ. Sao? Cái quá trời một tiền lâu lắm Trang, sau này YouTube nó fix lỗi nữa là không có tiền luôn á. Lại một cái tiền được là lâu lắm. Rồi YouTube fix lỗi kiểu đó là sau này khó khăn xíu. Để cứ làm đi. Trang làm cái hay điện thoại mà hay lên Trang. Điện thoại cái là nổi. Chị đang quay trực diện như dạng vlog không mà, như mấy kênh hướng dẫn nấu ăn thôi, chị chưa quay nghiêng. Như kiểu Tâm An chị cũng chưa có màu như Tâm An mới chết. Tâm An quay đẹp quá, một mình nó quay mà không thua gì Duyên Kê Va. Nhưng mà màu của Tâm An là màu hả? Hả? Tối mai hả? Xong. Sao vậy? Ờ. Em mai em xong chưa? Ừ, mai em xong chưa? Là 15 phút thì em được được 2-3 cái gì đó. Chúng là video 10 phút thì em còn kênh thôi. Em bằng ngang thôi. À, thế em bằng chị đấy. Giờ thì em đưa em quay 10 phút thì sao? Là sao em đi đâu? Bây giờ em đi đâu? Chị là Lộc 5 quay với hai chồng đó cho nó. Hai bé hai chồng đó quay được cái động lực lắm sao? Hai chồng nó quay suốt, cùng quay suốt. Mọi người quay vui vui. Quay gần nhau cũng vui vui. Em có cháo gà ăn cái này, hôm nay buồn quá, chị ăn chứ. À. Ăn dịch xong rồi em tính sau tính. Chị giờ là chị ở nhà mình là má chị đi rồi. Nhưng mà em có công nhận không là màu của Tâm An nó đẹp hơn? Ờ, màu của Tâm An là màu đen trắng, không màu tối. Còn màu của Jean Keva là chủ yếu là màu xanh và ánh nắng ban mai phải không? Để nhìn cái màu cái khi nấu ăn cũng vậy phải không? Em phải thấy vậy không? Ờ, nói chung là
màu của tao mai. Giang nó biểu nó lại á, là cảnh vật làm nên tất cả, Giang hiểu với em không? Phải không? Cảnh vật làm nên tất cả. Có cảnh vật đẹp rồi á, thì mình chỉnh màu bao nhiêu cũng đẹp á, mình chỉnh cái nhẹ cũng ra đẹp thôi. Phải, mình đừng có móc chút cái mặt không có màu, quan trọng là cái quan cảnh đó quá đẹp. Không phải, ý là Tâm An ấy. Em mới đang nè, Giang có thấy cảnh của Tâm An nó nái nái như thế không? Thì nó lấy cái góc, ý là lúc nó nấu ăn cũng vậy. Cái màu của nó cứ tối tối sáng sáng. Nhưng mà của Duyên Keva thì không có chọn màu tối sáng mà nó chọn cái màu giống thực tế. Nhưng mà Tâm An lúc nào nó cũng tối tối như bà mẹ quê ấy. Không, bà mẹ quê không phải tối như kiểu Tâm An mà tối kiểu khác, kiểu tôi là Lý Tử Thất. Còn bà mẹ quê là trong bếp. Hả? Điện thoại mình để góc nghiêng là ok đó. Ừ. Tâm An hình như chưa bao giờ quay bằng điện thoại nhỉ. Tâm An chưa thấy quay cái kênh Tâm An chưa quay cái kiểu này bằng điện thoại nhỉ? Để chị đem kịp đem ra so sánh nhỉ. Tâm An chưa quay điện thoại bao giờ. Tâm An chỉ quay bằng máy ảnh thôi. Mà má công nhận má thấy Duyên khác không? Cái Duyên là màu nó nhìn thật phải không? Còn của Tâm An là cứ tối tối sáng sáng phải không má? Cái lúc mà nấu ăn á là của Tâm An nó quay tối quay sáng. Nó huyền huyền lắm. Như lại Tâm An nó hay góc của nó mặt trong đêm nhiều á. Ừ. Nó quay nó bắt được cảnh cái món ăn thì nó thấy nét lắm, còn xung quanh hơi mờ mờ ảo từ tối. Còn của Duyên Keva nó cứ lấy bà ban ngày, chị thấy Duyên Keva nó làm ban ngày. Lúc nó cắt gọt gì nó cũng cắt ngoài trời, đúng không? Nó cắt gọt nó cắt ngoài trời, còn Tâm An nó cắt nó cũng chui vô trong bếp tối om để nó cắt, phải vậy không? Hả Đồng Hào? Tâm An ấy là nó cắt nó chui vô trong bếp tối om tối mù tối mịt, có một cái cửa le lói ánh sáng, nhưng mà con Duyên Keva lúc nó cắt là nó ra ngoài chiếc hiên nó cắt. Đúng rồi, thằng ta là thấy sáng rồi. Đó là cái nhiều khi đó là một cái nghệ thuật của người ta, cái cách phim của người ta nữa. Nhưng mà em thích cái màu nào hơn? Em thích màu chui vô trong bóng tối cắt hay là em thích ra ngoài trời cắt? Nói chung là mọi hai người đó là đều bị công cái phim của họ hết. Nếu mà em thấy Duyên Keva làm thì cũng đúng thôi, thì đó là rất là hợp miền Tây chứ. Duyên Keva mà làm tối tối như vậy là đâu có hợp miền Tây mới hì. Mà miền Tây ít ai mà sắc trong đồ ăn trong bếp tôi thui lắm. Miền Tây ta đem ra ừ cô ba con miền Tây ai thì đúng rồi chứ như Duyên Keva mà nó chui trong bếp tới ôm tới ổm nhìn mắc cười lắm, người lúc nào người ta ngồi trên cái sạp cái bàn người ta cắt đúng không? Còn như mà Tâm An nó cắt theo kiểu Trung, nhưng mà Tâm An nó cắt theo kiểu Trung Quốc chứ không phải là người dân tộc đâu cắt như trong A Tâm An. Trung Quốc rồi. Người Tây Nung ở Tây Bắc họ cũng không cắt kiểu đó đâu. Người Tây Nung họ giống người Kinh mình đây này. Họ ngồi ngoài trước hiên, trước nhà, họ lặt rau, lặt cỏ chứ. Tại vì Tâm An nó Tâm An là chị vẫn luôn khen Tâm An ở chỗ này. Nó là một bản sao của Lý Tử Thất một cách hoàn thiện. Thấy chưa? Nó có một cái con suối đẹp mang rợ thế mà sao nó không quay nhỉ? Đẹp ghê. Ơi, không tu chứ. Ông Lộc sao trời mình bị ngu này. À, ông chửi mình, ông chửi hồi nào đâu? Đó, đặt đi. Nhưng mà Yến nói sao? Ờ cái thằng kêu ngủ ngu nặng là ai vậy? Cháu của em. Thì nó kệ nó đi, em nói làm gì, nhưng mà thằng ngu nặng là cháu của em hả? Đúng phải, là cháu của thằng Gió Đồng á. À thì hai cậu cháu nó giống nhau mà. Miệng cơm của mình, ai là mình ngu kệ học. Nghe không? Thằng này sinh năm mấy vậy? Thôi kệ chứ, bây giờ mình đói. Dương là đói, dương mình tự lại là Dương là đói, rồi xong. Mày hiểu không anh? À, giờ mày đang nhờ là mày không có tiền sai đâu.
để đủ tiền mà mua về hơn là giờ mình nghĩ một cái tiền một cái ăn gì không đồng kèm thành đồng kèm. Con Hải Yến nó cũng bảo là mình cần họ chứ họ không cần mình đâu, họ nhiều người lắm yên tâm đi, ở đó mà làm giá. Hải Yến là ai? Hải Yến là nhỏ sếp chú ý đi. Vâng, ai Hải Yến có làm không? Hải Yến vẫn làm mà nó làm văn phòng với Baby á, nhưng mà nó vẫn làm cho Baby làm để đồng hao nha. Vi làm đi, Vi không cần một ngày Vi kiếm thêm trăm được. Vi làm, Hải Yến nó bảo ban đêm nó ngồi rảnh mà nó làm cái gì nó làm luôn. Vi 100 một được, nói cho mình nghe. Tại vì cô Hải Yến nó giống như chị suy nghĩ ấy, không có mợ thì chợ vẫn đông, không có tụi mày tao thấy người khác, mày tụi mày đừng có để đâu mà để là điều tao, tao là người thuê. Tha mình có công an Việt Nam khác thì mình lựa chọn được. Đây mình chẳng có công. Mắc cười lắm nha nghe này. Nhiều đứa thì vẫn nói là không có làm thì họ cũng kiếm người khác à. Xong mấy đứa này bảo là nhưng mà làm vậy là không bao giờ nó lên giá nữa đâu. Thì thôi. Ở đó thì ở đó bọn mày tụi này nó nhiều tiền mày không? Nó không quan trọng. Tha khi nào quá là mình làm được thì mình không làm được. Còn mấy tụi này nó đâu có nhiều tiền đâu, nó có nhiều tiền mà nó đâu quan trọng đâu. Mày nó quan, cha hiểu không? Mày túi chứ lòng nó đã kiếm tiền có kênh nó rồi. Nó đâu có quan trọng về vụ việc này. Còn tụi em mình nó khác nhau, nó phải đặt cho người ta chứ là cảm giác, nó đặt cảm giác của nó lên không. Chúng em ăn biết chả biết không, cả một xu em á. À. Cạo đầy đủ điều ăn này là cũng cạo hết, không nghỉ mưa không nghỉ gì khác, là mọi người chia nhau được có 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thôi nha. Thì đấy. Gia đình em được 3 triệu mấy thôi. Đó. Còn nếu mà em nghỉ cạo như đợt trước vừa rồi á, nghỉ cạo mưa vừa rồi hơi nghỉ cạo làm cho em được có 1 triệu mấy thôi nha. Không sao nổi nha. Không nói chung ấy, thằng Tú với thằng Lộc ấy thì muốn ấy là làm như vậy để cho lên giá cho mình. Không lên đâu. Nhưng mà mình biết rằng là họ sẽ không lên đâu. Nhưng mà tụi này nó nghĩ là sẽ lên. Mới hiểu không? Nếu mà làm vậy sẽ lên. Vừa thiếu công nhân cơ của đây á, nó không lên đâu. Không có mày, tao kiếm người khác. Em thử nghĩ đi, không có nó chạy qua trong nhóm Lục Bình. À quên, Quang Bình. Dạ. Nhớ xuống quái bò quái đồ nghe. Chứ tao cho cổ con nó lên đây một quái á. Mà cổ gốc khóc không đấy? Hả? Gốc khóc không? Ý là xuống xem thôi hả hay đổi chỗ? À vậy hả? Theo má con nên dẫn cho con bé đợt này không? Mà bụng con béo quá, mặc áo dài không biết mặc nổi không đây nè, giảm cân. 20 ngày giảm cân kịp không đồng hao? Sao vậy? 20 ngày giảm cân kịp không ta? Nếu mà 20 ngày giảm cân cấp tốc có thể giảm được 2-3 kg. Chị không uống thuốc gì đâu, chị chẳng qua chị giảm ăn thôi chứ chị không ăn tối thôi chứ chị chẳng uống thuốc. Em cả Giang nghe nè. Giang nhớ không, cái đây em mới quen Giang, em được lượng chính là 59 kg. Ừ. Thì em còn có 55 kg thôi Giang. Không, nhưng em làm cái đội nhóm kênh này rồi em làm đội nhóm kênh rồi thôi mà em xuống 5 kg em sợ giảm chết liền luôn. Lực là em là cao thủ á. Em thức khuya nhiều quá. Em làm việc thức khuya nhiều quá. Em xuống 5 kg. Em cân 4 kg chứ em hú hồn nha. Còn 5 kg em 4 kg nha. Em nói cho anh biết không, bây giờ tay chân em nó nhỏ ra luôn nha. Chân em nó nhỏ ra luôn nha. Nhưng còn ma luôn. Chẳng nghĩ đi, 59 kg. Trời ơi, em cân bạn nói ơi trời ơi, rồi đi bán bộ chuyện bạn em 59 kg. Ủa, mới đây có 2 tháng, tăng mấy 2 tháng mà mày giảm ghê chứ hiện. Giảm được 4 kg vậy. Rõ ràng là 59 kg cân ai cũng thấy hết mà giờ cân được sao rồi 55 kg thì mình em và những người này không biết được như vậy đó. Cũng là cái cân đó luôn hả? Cái cân đó luôn. Cái cân có khi em thấy chưa? Mới thức khuya nhiều nè, đi cầm ngủ không nói. Một phần đó là làm mình ăn không nổi cho như là mình bảo mình nuốt cơm không nổi đó. À. Ừ. Chị thấy khổ ghê ấy trời ạ. Thằng này ấy, thằng trai nhà chị nó ít nói lắm, mà một khi nó nói thì nó chửi ghê lắm. Ngày xưa cũng thế. Đó, ngày qua anh căng thì các bạn lên báo sao, anh căng anh vừa nói em thấy con ngộ, em có dịch mình, bữa là anh không cho nó xem phim đâu. Ngày qua anh lên báo anh căng thì xem phim,
Ừ. Rồi em mắc cười rồi đấy là này. Sau này đi lên đi nhắn lời người ít nói không được nhắn tin đâu. Nó không phải ít nói đâu. Chả biết coi luôn nha. Em Nó à, nó có báo nhận tiền rồi cũng chạy biết mày. Bây nó giờ nó vô nó chửi. không phải đâu, nó là một Qua nó người. chửi mà nó yêu qua nó căng nó nhắn tin. Nó căng qua nó chửi mà nó căng rồi chết. Nó mà nó ít nói lắm em, không phải nó ít nói đâu, nó là lớp trưởng mà em, không có thằng lớp trưởng nó ít nói cả, nó làm ở lớp trưởng 3 năm cấp 3, bây giờ qua đại học nó làm lớp trưởng tiếp ấy. Tại vì nó có cái căn lãnh đạo ấy. Làm lớp trưởng năm nào, năm 3 năm cấp 3 là được cũng có thi nhau, thi thố nhau để tham xem ai làm đủ khả năng làm lớp trưởng ấy. Rồi nó cũng làm, lên đại học cũng vậy. Nó ít nói, nhưng mà một khi nó nói câu gì á, bữa hồi đấy ở trong lớp có thằng kia cứ ăn hiếp thằng kia hoài. Xong rồi làm một cái team để nói xấu thằng đó, xong kêu thằng đấy vô để nói xấu nó, thằng kia hiền ấy. Đồng hao nghe rõ không đồng hao? Thằng kia hiền lắm, im re, tội lắm, bị ăn hiếp thì thằng trai nó im, nó xem tụi này nói gì nữa. Nói một hồn để chửi cho. Đồng hao à? Bỉm sữa vẫn làm á nha. Bây giờ xem nào, hôm nay làm hết cho xong ta. Là hôm nay ngày mai làm cho xong đi. Mai giao kênh để cho chị Sâm được có tiền cái bắt đầu tính tiếp này. Chị nghĩ là ai cũng làm, chỉ có mỗi đồng với Vũ là không làm thôi đúng không? Đâu, mọi giá đồng với thằng Tú không làm chứ À, thằng Viễn không làm. thằng Tú đúng rồi, thằng Viễn thằng nào? À, thằng Viễn là cái thằng hay chống đối em á hả? Anh Viễn là anh ngơ ngơ đó chị, hỏi tới ra mà anh ngơ ngơ, thì anh cũng nói chuyện cũng hiền hiền, À, ngơ nhưng mà ngơ. sao ông không làm vậy? Em biết đâu không? Ông Viễn là ông nào ta? Ông Viễn là cái ông mà Viễn không, đấy. cái ông Viễn là cái ông mà ngơ ngơ trên trời dưới biển á hả? Ừ. Ông Viễn là cái mặt ông nè, ông Viễn là có phải là ông Hoàng? Chú ơi, Trung Thu xin năng lại xong kiểm tra mọi người coi đi. Hoàng Xuân Hùng hả? Kiểm tra mọi người coi đi, thì đang Trung Thu gì đó, sao mọi người đi, tôi coi đây. Tôi đây, 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 đây. Ai, ai làm cho con nữa? Hả? Ồ, cô chú Hiền đây, chị không biết có ai thương quá. Trời cho em thương cưng gì đâu quá giỏi. Cháu nào Chị cháu thương kêu quá cậu à. á hả? Trời ơi, trời, nhà mai trời cho chị. À, mình không làm được là ông Viễn này nè. Ông Viễn áo xanh đây. Ông Viễn áo xanh làm nghề gì đấy bạn? À, chị ơi, con Phương bạn em nó cũng nói á, nó cũng nói với em vậy đó. À, mình không làm trong khác thì chị ơi, Phương có ý này nè, mình không làm được trong khác thì mình, đây, thì Phương nghĩ thì nên thành thêm một nhóm khác đi thì để người nào làm được mình làm vậy thôi. Nhưng mà con bạn em á chị ạ, nó học lớp 9 nó nghỉ rồi, học À. chung với em nhưng mà nó thông minh lắm nha, học của nó thông minh lắm, Ừ. cái mức độ thông minh của nó thì học nó bằng em luôn nha. Khi mà học ở điểm cũng nó ngang nhau mà khi mà tổng kết cuối năm là cũng ngang ngang nhau. Ừ. Nên chơi thân, phải chơi thân nó lắm. Ừ. Mọi mọi cái học vấn gì em đều nó cũng chia Thế sẻ. trong nhóm này có Phương bỉm sữa Chồng là Phương làm làm sau đêm đấy. hả? Chồng Phương lọc nhớ, lọc sau đêm đấy. À. Đây vợ của lọc sau đêm đấy. À. Em nói nghe này, bỉm sữa là chị nghĩ là chắc có con Ngân là bận, Mai Hà là không làm rồi đấy. Mai Hà giá này Mai Hà không làm đâu. Mai Hà làm MC một tối một sáng là được 700.000 rồi. Chị kết bạn với bạn của Tâm An, bà Tâm An hỏi tại sao đến 4 5 người hỏi là sao bạn biết mình? Bạn có bạn chung với mình à? Sao bạn biết mình? Mình không nhớ ra bạn. Trời ơi. Sao bạn biết mình? Em ơi, chị được à hả? Ủa, sao đêm là đứa nào? Nãy giờ chị nói chuyện sao đêm là chị nói chuyện với đứa nào vậy?
À sao em là à thằng chồng chị thấy hai đứa hai đứa nó chịu chị hai hình đại diện. Ôi Phương Lâm là Phương Lâm là làm chứ đói mà. Ủa hai vợ chồng nó như không ngồi với nhau hay sao, thằng chồng nhắn chị rồi thằng vợ thì cũng nhắn chị luôn. chung chị ơi, hai hai vợ chồng nó chịu làm chị ơi, chịu làm lắm, đầu óc thì cũng tầm trung thôi nhưng mà chờ sức lực thì rất là lầy chị biết không chị An. Em ơi chị làm lắm, với anh lấy nhau mới có 2 năm thì cha dư được hơn 200 triệu cho em. Kiếm lô mà quay đi. Vô lô cao su. Hai vợ chồng nó dư 200 triệu một năm á hả? 2 năm hơn 200 triệu nha. Hai vợ chồng nó Ừ, hai chồng nó làm ghê lắm chàng nha, làm kinh khủng, làm hơn người thường rất là nhiều, đi làm gì cũng giỏi nha, đào dế hai vợ chồng cũng giỏi hơn em rất là nhiều, làm giỏi bánh thế? đào cầu cũng giỏi hơn em rất là nhiều. Tại sao hai vợ chồng nó không lập kênh nhỉ? Lập rồi mới làm, thằng chồng mới làm Nhưng mà chị muốn kênh của nó là kênh hai vợ chồng, nhưng mà hai vợ chồng theo kiểu là hoang dã miền núi ấy, là giống như những kênh mà cuộc là hai sống. vợ chồng hai dạy miền núi đi săn bắn Đúng mà rồi. Nhưng mà không nói chuyện theo kiểu ẩm thực mẹ lạ, vợ là vợ chồng, hai ẩm thực vợ chồng mà hả? Xin chào các bạn, hôm nay á vợ chồng mình sẽ đi vô đây để kiếm dế cơm, là một cái món mà ăn rất là béo mà chắc chắn là ai cũng thích cái món ăn này, dân dã rất là tuyệt vời. Đấy, bây giờ mời tất cả quý các bạn để cùng đi với hai vợ chồng mình nha. Tức là mình nói chuyện theo kiểu giống như cuộc sống Tây Bắc hay là Bắc Tân Hoa Bang ấy, hiểu không? Ừ. Em chị đang quay kênh bán. Tại lo làm trung thu chưa quay xong. Nấu cháo đây. Không thì nấu cháo vịt thôi, Ờ. giúp cho vịt đó. Giờ nấu cháo vịt. Mày nấu cháo gì ạ? Ủa chị gái em coi chị gái em chơi à? Đồng hao. Nó có chị em qua đây mà. Lo nói chuyện quá, để gạo hơi nhiều. Ê chị nói nghe nè, em nhớ là nói Lo để gạo với hơi nhiều nấu cháo. Sao vậy? Mày chị nói chuyện nói nó với hơi gắt thằng quá được. sao Phương Nam là chị đang quay, tại vì chưa xong 3 kênh, tại vì Sao không? chị lo làm trung thu á, giờ chị mới quay này, hiểu chưa đồng hao? Là sao vậy? Chị có nói với thằng sao đêm hỏi chị đang quay kênh bán hả, chị nói ừ chị đang quay 3 kênh kia, 3 kênh đồng hao giao ấy, tại vì bữa giờ lo làm trung thu nên chưa có quay, giờ mới quay Chị nói gì nhìn mấy kênh? ba kênh Đúng rồi, nó nằm cái tích xỉu luôn á. nó hỏi chị 3 kênh chưa xong, tại vì làm biếng bữa giờ hôm qua. Hãy subscribe.
Hay. Chị em ơi, ví dụ tao mang mai này lên đây ấy, vì chị gặp nó một ngày thì chị học nó được không tè? Vì tao mang sau này lên Đắk Lắk ấy, chị gặp nó chị học nó cái hả? Tại vì giờ chị chả biết canh vậy. Hay là chị cứ nhìn, chị nhìn một hồi là chị sẽ biết rồi nhỉ? Giống như học ca sĩ hát, nghe ca sĩ hát ấy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Chứ đâu cần phải tới ca sĩ để ca sĩ chỉ cho hát đâu. Có hành lá gì đâu. Bỏ ra râm vô. Em ơi, chị mừng quá em ơi. Trời, em đúng là cái món ăn tinh thần. Cái món ăn tinh thần, cái đèn lon của chị được 20 lượt chia sẻ. Bằng 1/4 của Tâm An. Nói chung là chị làm hay mà. Tâm An thì chắc được 90 cho ta. Trang ơi, em thấy video của em á, chắc không hay bằng của chị An đâu. Của em nó ngắn, em ủa của Tâm An được 90 được chia sẻ rồi. Của Tâm An gấp 3 gấp 5 lần chị. Của Tâm An hay quá. Của Tâm An sử dụng cái máy gì mà nó chạy chạy mây đẹp thế em? Thì máy cũng máy đó luôn, bấm vào thêm led cũng không, mà bình thường cái điều đưa vô phần mềm mình chỉnh được mà, phần mềm của mình chỉnh tua nhanh được mà chị An. Đây là tua nhanh phải không? Đây là tua nhanh, mình quay, nó quay 1 tiếng đồng hồ sao nó tua nhanh. Ừ, rồi còn như chị An quay thì slow motion cũng vậy thôi. Ê nói nghe này. Khoảng 1 tiếng, ừ. Nửa tiếng xong rồi tính nó tua nhanh cho mình sẵn luôn á. Nó quay, mình cũng để thôi, cũng thời gian quay vậy hả? Ừ, nó quay mấy đứa nhỏ chủ yếu là để máy cao hay sao ấy nhỉ? Máy cao xuống, cao dốc xuống ấy. Em nói chị An sẽ làm được, vì chị An thấy chị An có tính tỉ mỉ hơn em rồi đó. Em làm gì không tỉ mỉ bằng chị An. Sao thấy được? Con trai mà sao tỉ mỉ bằng con gái được? Không phải đâu, con trai. Con trai làm cái gì cũng hơn con gái, em đừng có nói vậy. Em nhìn những người mà giỏi nhất thế giới đi. Chị An khác, thiệt, tại chị An đặc biệt hơn người ta. Nè, nó quay mấy đứa nhỏ thôi nè, cái khuôn mặt thì sáng mà xung quanh thì đen thui. Xung quanh thì mờ căm mà khuôn mặt thì sáng. Hay hề. Đẹp. À mà em, chị thấy em cũng làm vậy. Chị thấy em cũng làm vậy đấy. Chị sẽ cố gắng. Nhưng mà Đồng Hao ơi, chị có một cái này này, thắc mắc này Đồng Hao. Tại vì chị thấy cái màn hình mà khi quay trong cái máy ảnh của mình ấy, nó không to bằng cái điện thoại. Nhờ em mở lưng rồi. Cái gì? Mẹ Giang, không đừng sao Giang sẽ xem đi, chỉnh chu lắm, mấy đôi chỉnh chu lắm. Tại vì nó không có dựng, nó chơi cạnh của em quay gì là ổn rồi. Ai? Tâm An đó. À Tâm An không, cảnh em không chê mà chê chỉ chê lúc nấu ăn thôi đúng không? Mình làm giống gì? Còn cái vụ mà đặt cảm xúc chứ không em dân dạy cảm xúc gần gũi thì bạn đây nói là em đã có đủ mà. À. Chị ơi, trai nó không làm rồi chị ơi. Ủa sao vậy? Ai biết em nói nó không làm. Đâu rồi? Để tôi hỏi nó xem nào. Sao nó không làm vậy? À chắc phải đi dạy, một là đi học của em, hai là đi dạy kèm á. Mẹ bảy, nhiều giá lắm. Bảy muốn xem của Samsung, mẹ bấm vào Samsung nha. Vi làm không? Bảy muốn xem Xiaomi, bảy xem gì lắm nè. Bảy muốn xem thêm, bảy bấm xem thêm một hộp thấy không? Nè. Vi làm không? Mẹ xem đi. Mẹ bảy giá mắc lắm. Ủa iPhone chứ mắc lắm, Apple mắc lắm. Ủa sao con trai nó không làm ta? Em không biết. Em tắt máy đi, em tắt máy em để chị hỏi nó coi.
Nhớ em ở lưng đồi cỏ suối vàng. Sao không làm trái?